Xin kính chào Hội Thánh. Xin mời tất cả quý anh chị em đồng đứng lên để chúng ta bắt đầu. Kính thưa Hội Thánh, Kinh Thánh Thi Thiên 116, câu 12 tới câu 14 chép: Tôi đã lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Chúa đang hiện diện nơi đây để chứng kiến sự ngợi khen của chúng ta và lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Tất cả chúng ta hãy sửa soạn để ra mắt Ngài. Hãy hết lòng ca ngợi Chúa, hãy tôn vinh một cách xứng đáng với Ngài. Để Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay, xin kính mời Mục sư Nguyễn Hiền cầu nguyện khai lễ. Kính lạy Đức Chúa Trời là Thiên Phụ từ ái, chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài dành cho chúng con thật quá lớn lao. Và chúng con còn sống động trên mặt đất này là bởi tình yêu của Chúa. Cha ơi, buổi chiều hôm nay chúng con hiệp chung tại đây với tất cả tấm lòng khao khát tìm kiếm Ngài. Cầu xin Chúa ở giữa chúng con, hiện diện nơi đây, ban phước cho sự thờ phượng của chúng con, và xin Thần Linh của Ngài dẫn dắt chúng con vào trong sự thờ phượng thật. Nguyện Chúa ở cùng, nguyện Chúa thăm viếng và ban phước trên mỗi chúng con. Chúng con nguyện kính dâng mỗi chúng con trong tay của Ngài, và chúng con xin hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cứ đứng và chúng ta cùng thờ phượng Chúa. Thiên Chúa là Cha chung của mọi người, là Đấng tạo hóa của muôn loài, là Vua cao cả. Hãy dâng lên Ngài lời ngợi khen, tôn vinh cùng sự biết ơn vì tất cả những điều tốt lành Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta cùng tôn vinh Chúa bài dâng lên Cha, và hãy hết lòng ca ngợi Ngài. Amen. Dâng lên Cha cùng ca ngợi tôn vinh, dâng lên Cha cả thân hồn tâm linh, cùng hòa với trời đất trăng sao, con ngợi ca Chúa của muôn loài. Dâng lên Cha khúc ca ngợi tri ân, dâng lên Cha nhớ ơn Ngài bao la. Ngài là Đấng tạo hóa yêu thương, Ngài là Vua của muôn muôn loài. Tình Chúa quá cao vời, rộng sâu hơn cả đất trời.
đất trăng sao. Con ngợi ca Chúa của muôn loài, dâng lên Cha khúc ca ngợi tri ân, dâng lên Cha nhớ ơn Ngài bao la. Ngài là Đấng ta hóa yêu thương, Ngài là Vua của muôn muôn loài. Cầu xin thần linh của Chúa giờ này ngự giữa chúng con, ban phước và thăm viếng chúng con trong giờ phút thiêng liêng này. Chúng con là đoàn dân của Chúa đang khao khát Ngài, xin thăm viếng nơi này và đổ đầy thần linh của Ngài trên mỗi chúng con. Lạy Chúa, chúng con đang khao khát Ngài, xin hãy đến với chúng con, Chúa. Linh của Chúa thăm viếng nơi đây, xin vinh quang của Chúa tỏa sáng nơi này. Cầu thần linh của Chúa ngự trong chúng con, xin mở mắt con để con chiêm ngưỡng Ngài. Cầu thần linh của Chúa thăm viếng nơi đây, xin vinh quang của Chúa tỏa sáng nơi này. Cầu thần linh của Chúa ngự trong chúng con, xin mở mắt con để con chiêm ngưỡng Ngài. Chúa của Chúa thăm viếng nơi đây, xin vinh quang của Chúa tỏa sáng nơi này. Cầu thần linh của Chúa ngự trong chúng con, xin mở mắt con để con chiêm ngưỡng Ngài. Cầu thần linh của Chúa thăm viếng nơi đây, xin vinh quang của Chúa tỏa sáng nơi đây. Cầu thần linh của Chúa ngự trong chúng con, xin mở mắt con để con chiêm ngưỡng. Thank you.
trong đời Chúa. Xin Ngài ban sức mới cho con sống đời bình yên danh Ngài. Chúa xin người xưa toàn dân đang cao các Ngài. Chúa xin dìu ra suốt đời nguyện nghe chân Chúa. Thưa quý vị, trong Giăng đoạn 15 câu 16 chép rằng: không phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Bài hát của tác giả Hồng Minh, Chính Chúa Chọn Con, được viết dựa vào câu kinh thánh trên, sẽ do ông bà mục sư Nguyễn Hiền tôn vinh Chúa sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què quặt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm thịt kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bên tật, tặng chiếu chắn cho người lạnh có. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia cho đời niềm vui.
chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gửi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao cho người buồn phiền, người lặng lo xin gửi bình an. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Tiếp tục chương trình thờ phượng là phần kinh thánh đối đáp. Xin mời anh chị cùng lên. Đức tin Noel được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình và đến từ đức tin vậy. Noel làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Đức Giê-hô-va phán cùng Noel rằng: Ngươi và các nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Việc gì đã xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn, uống, cưới gả cho đến ngày Noe về tàu, và nước lụt sẽ hủy diệt thiên hạ hết. Nếu Ngài chẳng tiếc thời gian xưa, khi Ngài sai nước lụt phạt đời người gian ác này, thì gìn giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với bảy người khác mà thôi. Vậy hãy thức tỉnh, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Amen. Bài thơ Noe người công bình của tác giả Minh Hiền sẽ do cô Sương diễn ngâm sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe. Kính chào Hội Thánh, hôm nay tôi lại có cơ hội đến đây để đọc bài thơ có tựa là Noe người công bình của mục sư Nguyễn Hiền sáng tác. Cuộc đời gian ác gớm ghê, người không thờ Chúa mãi mê thế gian ngày quá xấu xa, Chúa đành hủy diệt bỏ qua một đời. Muôn chim bay ở trên trời, vật xanh dưới đất, con người thế gian Chúa đem nước lục tràn lan, một lần tẩy sạch dối gian tục trần. Nhìn
qua cuộc sống thế nhân. Không ai trong sạch cho bằng Noe. Thoát mình ra khỏi đam mê, một lòng thờ Chúa chẳng hề chuyển lay. Nghe theo lời Chúa mỗi ngày, miệng luôn giảng đạo, tay chân đóng tàu, khắp nơi lời Chúa truyền rao. Nhiều người nghe thấy cười phào dèm pha, chớ nên hù dọa người ta. Lửa kia chẳng sợ nước mà lo chi. Hiền hòa theo Chúa làm gì? Những lời Chúa phán chẳng khi nào thành. Thế nhưng trời chẳng mãi xanh, mây đen kéo đến trăng thanh lu mờ. Thế gian chẳng biết chữ ngờ, cửa tàu đã mở nhưng chờ chẳng lâu. Tám người trung tín vào tàu, muôn chim thú vật cùng vào bình yên. Thình lình Chúa đóng cửa liền, mưa to gió lớn mọi miền tối đen. Lòng người hoảng sợ rối ren, nước dân người vật sáng hèn giống nhau. Nhiều người tìm đến núi cao, đồi cao cũng ngập, núi nào cũng xoắn. Nước tràn khắp, ngập khắp thế gian. Những người vô tính dối gian, hết lời nếu ai tin cậy Chúa Trời, gia đình được cứu đời đời hòa vui. Dạ, xin hát. Xin kính chào Hội Thánh. Greeting to you, my brothers and sisters. Câu chuyện của Noe là một câu chuyện rất quen thuộc với chúng ta. The story of Noah is very familiar to us. Và đây là một câu chuyện thật. And this is a real story. Ngày hôm nay
chiếc tàu của Noe vẫn tìm người ta tìm thấy được ở trên núi Ararat. Today there people found the ark of Noah on the mount of Ararat. Ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. In Turkey. Và cái kích thước mà con tàu người ta tìm được đó đúng y như kích thước mà Kinh Thánh đã ghi lại. And the dimensions that the people found of the ark is exactly what the Bible has talked about. Và loại gỗ cũng như cái cấu trúc của con tàu đó thì hoàn toàn giống như Kinh Thánh đã ghi chép. And the wood material and the framework is exactly what the Bible has described. Hôm nay tôi không phải muốn kể lại câu chuyện của Noe. I don't want to retell the story of Noah. Nhưng tôi muốn chúng ta rút ra được những cái bài học gì từ nơi con người tên là Noe này. But I want us to draw out the lessons that we can learn from the person of Noah. Chủ đề mà hôm nay chúng ta suy nghĩ đó là Noe, người tin Chúa thật. The theme of the topic that we think about today is Noah, the real believer. Khi nói đến tin Chúa thật thì cũng có nghĩa là có một số người tin nhưng không có thật. When we talk about people who are believing truly, then there could be those who are faking it. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta ở đây là những người tin Chúa thật. And hopefully all of us here are people who are real believers. Bởi vì sự tin Chúa thật hay là không đó, nó rất là quan trọng. Because believing or not believing is very important. Trước khi nước lụt thì có lẽ Noe và mọi người đều giống nhau. Before the flood came, probably everyone is just the same. Nhưng mà khi nước lụt đến thì chỉ có một mình gia đình của Noe được cứu mà thôi. But when the flood came, only the family of Noah are saved. Còn tất cả những người khác thì đều phải chết chìm ở trong nước lụt. And everybody else was drowned in the flood. Chỉ có những người tin Chúa thật mới thật sự được cứu rỗi. Only those who are truly believe will be saved. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta đang ở trong một cái thời đại giống như trong thời của Noe. And the Bible tells us, the Lord tells us that we are living in the age just like exactly like in Noah's time. Ở trong Luca đoạn 17 câu 26. In Luke chapter 17 verse 26. Chúa nói rằng việc đã xảy đến trong thời của Noe thế nào thì cũng sẽ xảy đến trong thời mà lúc mà con người sắp đến, tức là Chúa Giêsu sắp đến. The things that happened in the time of Noah, in the life of Noah, will happen exactly when or in the day that the Son of God comes. Người ta lo ăn uống cưới gả. People eat, drink, get married. Và ngay khi mà Noe vào tàu, họ cũng không biết gì hết cho đến khi nước lụt đến và tiêu diệt họ. Even to the point when Noah came into the ark and the flood came and destroyed them all. Kinh Thánh nói rằng trong thời kỳ cuối cùng này thì cũng giống y như thời của Noe. And the Bible said that in this end time it will happen exactly in Noah's time. Có nghĩa là sẽ có một số người tin Chúa thật và một số người tin Chúa giả. That means that there will be those who are real believers and those who are not real believers. Thế nào là một người tin giả? How could you be fake believers or not real believers? Những người chỉ nói trên môi miệng. Those who just believe in on their lips. Những người có đức tin nhưng mà đức tin đó không có hành động. Those who have faith but faith without works. Và có thể nói rằng là người ta hiểu biết về Thiên Chúa. There are those who understand about God. Nhưng người ta không thực hành những mệnh lệnh của Ngài. But they do not do the commands of God. Và chúng ta nhìn vào đời sống của Noe. And if we look at the life of Noah. Chúng ta thấy rằng Noe, Kinh Thánh nói rằng Noe bởi đức tin. And Noah by faith. Có nghĩa là Noe có một đức tin thật sự nơi Chúa. That means that Noah has the real faith in God. Và bởi vì ông tin Chúa thành thật. Because he sincerely believed in God. Cho nên Chúa mới mách bảo cho ông. Therefore God warned him. Chúa mách bảo về những việc chưa xảy đến. The Lord has warned him about things that did not happen yet. Và ông tin điều đó. And he believed God. Quý vị ngày hôm nay cũng là những người được Chúa mách bảo cho những việc chưa xảy đến. You are the people that God has warned you or told you about things that will happen. Lời của Chúa nói rằng sẽ có một ngày mà quả địa cầu này sẽ chấm dứt sự sống. And the word of God said that there will be a time when the life on this earth will end. Và chúng ta sẽ đối diện với cái sự phán xét đời đời.
And we will face with their eternal judgment. Có Thiên Chúa và cũng có quỷ ma. There's God and there is the devil and demons. Có thiên đàng và cũng có địa ngục. There is heaven and there's hell. Quý vị được Chúa mách bảo hết rồi. The Lord has told you or warned you all already. Nhưng sẽ có một số người không tin. But there will be those who do not believe. Và đó là những người tin Chúa không thật. Then they are the, those who are not real believers. Có thể bề ngoài họ chứng tỏ như là một người theo Chúa. Maybe on the outside they show themselves as believers. Nhưng mà từ sâu xa trong lòng họ họ chối bỏ. But deep down in their heart they have denied the faith. Chúa phán với Noe về những việc chưa thấy. The Lord has told Noah about things that has not been seen yet. Và người thành tâm kính sợ. And he sincerely believed that. Người làm công việc là đóng tàu và giảng đạo. And he did the works that he built the ark and preached the word. Chúa bảo phải đóng một chiếc tàu để mà cứu gia đình của ngươi. The Lord told him to build the ark to save his family. Và cũng phải giảng đạo để công bố cho mọi người về những điều sẽ xảy đến. And he has to preach to pronounce the good news to save other people. Và trong 120 năm như vậy thì Noe đã làm công tác này. And during that 120 years Noah has done this work. Có lẽ là khi mà Noe làm công việc này thì nhiều người cũng sẽ bật cười. And maybe when he was doing this preaching and building the ark, people laugh and sneer at him. Và người ta cho rằng là làm gì mà có cái chuyện sẽ có một cơn đại hồng thủy xảy đến. And people may have thought, oh, how could it be? There a great flood. Và người ta không tin Noe ngoài ra là những người trong gia đình. And they did not believe Noah except his family. Quý vị nghĩ ông Noe là một ông tín đồ hay là ông thầy? What do you think? Noah is a just a church goer or a preacher? Kinh Thánh gọi Noe là ông thầy. And the Bible has called Noah is their the preacher. Noe là người thầy giảng đạo. And he's the man that preached the word. Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 5. In 2 Peter chapter 2 verse 5. Kinh Thánh nói rằng Noe là thầy giảng đạo công bình. And the Bible said that Noah is the preacher of righteousness. Như vậy thì Noe đã vừa giảng đạo vừa đóng tàu. And as he was preaching, he was building the ark. Có một điều lạ là không ai tin hết. It's very strange, nobody believed him. Không phải là vì ông Noe giảng dở quá. Not because he did not preach well. Và có lẽ cũng không có phải là cuộc sống của ông không tin vào những điều mà ông giảng. Not because of in his life he did not believe in the things that he's preaching. Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao người ta không tin? But the question posed for us is that why, how come people did not believe him? Chúng ta cũng mừng lắm là 7 người trong gia đình của Noe thì tin Noe. We're glad that 7 of his family members believed him. Ông Lot khi ông nói thì những người con rể ông không có tin. When Lot told his family, their son-in-law did not believe him. Tưởng ông nói đùa, nói chơi thôi. They thought that he was just kidding. Nhưng Noe thì 7 người trong gia đình của Noe rất là tin. But in Noah's family, the 7 of them believed him. Do vậy thì cái sứ điệp mà Noe rao giảng đó không được đón nhận. But his message was not well received. Dẫu vậy thì tôi nghĩ Noe cũng rất là can đảm khi mà rao giảng mà không có ai tin. And Noah was very courageous when he preached and nobody believed him. Nhưng ông đã trung tín trong công việc này. He has been faithful in this work. Và đây là điều Đức Chúa Trời muốn tôi và quý vị. And this is what God wants for us. Thế nào là một người tin Chúa thật? How is a real believer? Là một người không phải chỉ công nhận những điều mà Chúa bày tỏ. Not just recognizing what God has revealed to us. Không phải chúng ta chỉ tuyên xưng cái đức tin của mình. Not just proclaiming what we believe. Nhưng chúng ta phải sống theo đức tin. But we have to live according to the faith. Và công việc mà Chúa bảo ông Noe là hãy đóng một chiếc tàu. And the work that God has told Noah is to build the ark. Và quý vị biết rằng là cái tàu của bề dài đó khoảng một khoảng 300 mét của người Do Thái. And the size of their the length of their ark is about 300 meters bề of the Jewish. Bề cao 50 mét và bề rộng 50 mét. And the height and the width is about 30 meters. Và làm bằng thứ gỗ quý tức là gỗ gopher. And gopher is their special wood.
Và có lẽ rằng Noe và gia đình của ông phải khó nhập lắm để mà đi tìm những thứ gỗ nào mà đóng chiếc tàu. And maybe his family has to spend lots of time going to look for this kind of wood, gopher wood. Và Kinh Thánh nói rằng Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. And the Bible said that Noah has done all these according to what the Lord God has commanded him. Làm đúng như lời Chúa phán dặn, đây là một điều rất khó. And doing exactly what the Lord has told us is very hard. Và điều này để nói rằng là quý vị có tin Chúa thật hay không? And this to tell us that if we truly believe in God. Nếu quý vị vâng phục Chúa, làm theo lời của Chúa giống như Noe. And if you obey God and do accordingly just like Noah did. Chúng ta không phải lý luận, chúng ta không phải là tìm cách để mà gọi là làm theo ý riêng của mình. We don't have to reason, we don't have to try to find to do our own will. Nếu chúng ta thật sự vâng lời Ngài, if we truly believe in God, obey thì God, chúng ta là người tin Chúa. Then we are true believers. Ở trong Kinh Thánh có rất nhiều những lời hứa quý báu. And in the Bible there are so many precious promises of God. Và Đức Chúa Trời hứa ban phước cho tất cả những người tin theo Ngài. And the Lord has promised to bless all those who believe in Him. Và Đức Chúa Trời cũng sẽ cứu rỗi chúng ta, ban chúng ta sự sống đời đời. And the Lord shall save us and give us eternal life. Những điều mà Đức Chúa Trời hứa với chúng ta đó, cả về tâm linh lẫn về cuộc sống thể xác này. And all the promises of God are the spiritual matters and the physical matters. Cả về đời sau và ngay trong đời này nữa. It's about the eternal life and in this present life. Những lời hứa thật là tuyệt vời. All the precious promises of God. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta một cách bình an. God shall protect us and give us peace. Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta bước đi trong sự khôn ngoan. The Lord shall guide us and lead us with wisdom. Ngài sẽ chữa lành những bệnh tật của chúng ta. He shall heal us of all our sickness and diseases. Ngài cứu chúng ta thoát khỏi những cái hoạn nạn, những khó khăn. And He saves and delivers from all the troubles and all the difficulties. Những lời hứa thật tuyệt vời. Many wonderful promises. Nhưng những lời hứa đó lại có điều kiện. And those promises are conditioned. Nếu chúng ta thỏa mãn được những điều kiện của Chúa thì chúng ta mới được phước. And if you satisfy the conditions, then you shall be blessed. Kinh Thánh không có khuyến khích là chúng ta chỉ cầu xin. The Lord just the Bible did not just encourage to just pray. Nhưng Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta phải thực hiện những điều tốt lành mà Chúa muốn chúng ta. But the Bible guides us to do and to accomplish what the Lord has told us. Vì vậy cho đến khi chúng ta thực hành đức tin của mình thì chúng ta mới được nhận lãnh. And therefore when we practice our faith then we shall receive. Vì vậy cho nên tin Chúa thật có nghĩa là chúng ta phải thực hành những gì mà Chúa dạy chúng ta. Then truly believing is to practice or to obey what God has told us. Chúng ta không thể cầu xin mà chúng ta không vâng lời. We cannot just pray, ask for and did not obey. Nhưng mỗi chúng ta nếu muốn được phước, chúng ta cần phải thực hành những gì mà Chúa truyền dạy. And all of us, if we want to be blessed, we have to do what the Lord has commanded us to do. Và nếu chúng ta thực hành được những điều mà Chúa dạy chúng ta thì quý vị sẽ thấy phước hạnh sẽ đến với chúng ta. And when you obey God's command, you will see that blessings are coming your way. Hãy thực hành từ những điều việc nhỏ. And practice and do from very little or small things. Rồi tới những việc lớn hơn. And the bigger things. Từ những việc dễ. From things that are easy. Rồi tới những việc khó hơn. To things that are harder. Hãy trung tín từ những việc rất là nhỏ. Be faithful in small things. Thì khi quý vị trung tín, những việc lớn nó sẽ trở thành dễ dàng. And you be faithful in bigger things, it become easy for you. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải thật sự thực hành những gì mà Chúa dạy chúng ta. And the Lord wants us to practice and to do what He has told us. Có một cô tín đồ kia. There was a certain lady, a believer. Trước khi cô tin Chúa thì ai cũng ghét cô hết. Before she became a Christian, everybody seems to hate her. Lý do là bởi vì cô nói nhiều quá. Because she talks a lot. Hung hăng quá. She was very cruel or very cô aggressive. Cô chấp trách tất cả mọi người. And she defied and don't care about any other people. Và cô nói không ai muốn làm bạn với cô hết. And she said nobody wants to be friend with her. Ngay cả nhiều khi xin lỗi con chó trong nhà nó cũng không muốn làm bạn với cô được. And even the dog in her house did not want to come close. Nhưng mà cô làm chứng là rằng là sau khi cô tin nhận Chúa. But she testified that after she became a believer. Thì mọi sự tốt đẹp đấy. All the good things came her way. Nhiều người thích đến nhà cô. People like to come to visit thích her. Trò chuyện với cô. And they like to talk to her. Và mọi người yêu thương, quý mến cô. And people love her and cherish her. Lý do là bởi vì cô
thực hành theo lời của Chúa. And the reason was that she practiced what God has told. Hồi xưa nói nhiều quá, bây giờ bớt nói lại. In the past she talked too much, but now she talked less. Hồi xưa không có nghe ai hết, lắng nghe, bây giờ mình học lắng nghe. Before she did not listen to anybody, but now she learned to listen. Tập một cuộc sống bình tĩnh. And she learned to be calm, to stay calm. Nếu quý vị áp dụng những nguyên tắc mà Chúa dạy chúng ta. And if you apply all the principles that God has told us. Mau nghe, chậm giận, chậm nói. Quick to listen, quick to be aroused in anger, and quick to talk. Thì quý vị sẽ thấy cuộc đời quý vị đã được phước rồi. Then you will see that your life be blessed. Hãy học yêu thương. Learn to love. Hãy học ban cho. Learn to give. Thay vì chúng ta chỉ lấy từ những người khác. Instead of just getting or receiving from other people. Và quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ đổ phước xuống trên chúng ta. And you will see that God will pour out His blessings upon us. Và ngày hôm nay tôi và quý vị phải thực hành cái đức tin đó. And today we have to practice this faith. Không phải là chúng ta chỉ học rồi chúng ta để đó. Not that we will just learn and then just leave it there. Nhưng chúng ta phải làm những gì mà chúng ta đã học. But we have to do what we have learned. Và Phaolô nói rằng đời sống của người theo Chúa là một cuộc sống bắt chước. And Paul said the life of the believers are imitations. Quý vị nên bắt chước ai? Who should we imitate? Và dĩ nhiên trong mỗi người mình đều có những thần tượng. Of course, in us there are idols that we look for. Và chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái thần tượng đó. And we will be affected by those idols. Nếu Chúa là thần tượng của chúng ta. If God is our God. Tại sao chúng ta không bắt chước Ngài? Why don't we imitate God? Chúa nói hãy học theo ta và mang ách của ta. And the Lord said, learn from me and take upon my yoke. Thì các ngươi sẽ được bình an, sẽ được nhẹ nhàng. Then you shall be light and easy. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có học được theo Chúa. May God help us so that we will learn from the Lord. Phaolô nói rằng hãy bắt chước tôi. And Paul said, imitate me. Và tôi vì tôi cũng đương bắt chước Đấng Christ. Because I am imitating God. Cho nên đời sống của tôi và quý vị rằng hãy bắt chước những gì mà Chúa muốn chúng ta làm. Therefore, our lives we have to imitate what God has told us. Và Noe đã làm theo những gì mà Đức Chúa Trời truyền dạy cho. And Noah has done whatever the Lord has commanded him to do. Không bỏ sót một điều gì. And he did not forget anything. Không làm theo ý riêng của mình. He did not follow his own will. Và đó là lý do mà Đức Chúa Trời đã cứu gia đình của Noe. And that's the reason God has delivered or saved Noah's family. Người thành tâm kính sợ và đóng một chiếc tàu. He wholeheartedly believed and built the ark. Và trước nhất cái đức tin, cái sự thành tâm của ông đó đã cứu được ông và gia đình của ông. And his heart, his sincerity, he saved his family. Nếu quý vị thật sự tin nhận Chúa, if you truly believe God, hãy nghĩ đến cái điều rất quan trọng này. Think about this very important thing. Chúng ta có được cứu hay không? Are we going to be saved? Đừng có quan trọng như chuyện có bao nhiêu tiền ở trong ngân hàng. Don't worry too much about the money in your bank account. Đừng có quan trọng là sau này người ta nói gì về mình. Don't worry about what people will tell or talk about you. Nhưng hãy luôn luôn hỏi rằng là tôi có được cứu hay không. But always ask, am I going to be saved? Đó là điều vô cùng quan trọng. That is very important. Và tôi, những người thân yêu của tôi có được cứu hay không? I and my family will we be saved? Noah đã làm điều này đối với gia đình của ông. Noah has done this with his family. Và tất cả những người trong gia đình của ông đã hết lòng tin Chúa. And all his family has wholeheartedly believed in God. Họ đã vào trong tàu. They have entered the ark. Và cuối cùng họ đã thoát khỏi cơn nước lụt đó. And they escaped from this flood. Trong lúc tất cả mọi người đều chết. In the meanwhile, the whole earth has perished. Chúng ta đang sống giữa thế gian này. We are living in this world. Bây giờ thì có lẽ rằng quý vị thấy mọi người đều giống nhau. And right now you may think or see that all people are the same. Nhưng mà khi Chúa đến thì chúng ta thấy rằng sự khác nhau sẽ lộ ra. But when the Lord comes, everything will be shown. Một số người sẽ được vĩnh cửu ở trong nước của Ngài. A number of people will be eternally in God's kingdom. Và một số người sẽ hư mất. And a number of people shall perish. Noe đã lo cho gia đình của mình. Noah has taken care of his family. Nhưng Chúa còn bảo Noe cần phải rao giảng cho người khác nữa. But the Lord also told Noah to preach the news to the people. Mặc dầu rằng có thể người khác không tin. Maybe other people will not believe.
Nhưng trách nhiệm của tôi và quý vị là phải nói về Chúa. But our responsibility is to talk about God. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng quý vị phải rao giảng? Are you thinking or pondering about preaching? Một cái sai lầm của hội thánh ngày hôm nay là những người theo Chúa không nghĩ rằng mình sẽ là một chứng nhân. A mistake of their church today is they're thinking that they would not be witnesses. Chúa muốn tôi và quý vị cần phải thực hiện cái đức tin của mình. And the Lord wants us to practice our faith. Nếu chúng ta thật sự tin Chúa là tốt lành. And if we truly believe that God is good. Nếu chúng ta thật sự tin rằng con đường theo Chúa sẽ dẫn đến sự sống đời đời. And if we believe that the way of God it will lead to eternal life. Thì cuộc đời của tôi và quý vị là một tấm bảng chỉ đường. Then our life is the signpost. Có thể chúng ta không nói nhiều. Maybe we did not talk too much. Nhưng mà ít ra đi nữa thì từ nơi chúng ta có một cái thông điệp. But from our life there should be a message. Đó là hãy tin vào Chúa. That is to believe in God. Khi có thể được thì chúng ta sẽ chia sẻ cái niềm tin của chúng ta. When possible we need to share our faith. Và Chúa nói rằng mỗi lần anh em ăn bánh này uống chén này hãy rao sự chết của Chúa cho đến lúc ngày đến. And the Lord told us that every time that you eat this bread and drink from this cup, declare the news that God has been suffering for us. Hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mọi người. Go into the world and preach the good news to everyone. Và mỗi quý vị ở đây là một nhà truyền giáo. And every one of you is an evangelist. Bởi vì nhiều chúng ta không có nghĩ rằng là quý vị là nhà truyền giáo. And because we didn't think that we are an evangelist. Cho nên chúng ta ở trong một cái tư thế chúng ta không có đem tin mừng của Chúa cho mọi người. And therefore we're in a position not to bring the good news to everyone else. Và người tin Chúa thật là người luôn luôn sẽ chia sẻ cái niềm tin đó. And the person or the true believers will always share this good news. Có lẽ có một số người nói rằng bây giờ tôi không biết gì bao nhiêu. Maybe there will be people who say, "Oh, I don't know anything much." Có lẽ công việc mà rao giảng đó là công tác của các mục sư. Or maybe this preaching, this task belong to the pastors. Chúng ta nhớ cái người bị quỷ ám mới vừa được chữa lành. And do you remember the person who was oppressed by the demons and he was healed? Có lẽ ông ta không có hiểu biết gì về Chúa bao nhiêu hết. Maybe he did not understand much about God. Nhưng một điều ông trải nghiệm đó là ông được sự chữa lành của Chúa. But what he has experienced is that his healing and deliverance from God. Chúa bảo ông hãy trở về thành của ngươi và hãy đi nói về tin mừng cho mọi người. And the Lord told him to return to his home and tell what the Lord has done for him. Và người bị quỷ ám đó đã trở về và nói trong khắp tất cả cái vùng trong 10 thành mà ông ra đi. And this person has returned to his hometown and their 10 cities and preached the news. Và ngày hôm nay cái câu chuyện của mỗi quý vị rất là quan trọng. And today, every story of each one of us is very important. Ai sẽ là người nghe quý vị nhiều nhất? Who will listen to your story the most? Có một số người nói rằng bây giờ tôi nói chắc không ai nghe hết. And maybe you will say, oh, if I talk, nobody will listen to me. Tôi nói có lẽ là không hay lắm và không có cái chỗ để nói nữa. Maybe I'm not a good talker and I don't have a place to talk about. Nhưng quý vị biết rằng quý vị có một số thánh giả. But you know that you have a certain audience. Quý vị, đó là ai? Do you know who? Đó là con cháu của chúng ta. That are your children, grandchildren. Những người rất nhiều đứa con đứa cháu lúc nào nó cũng tôn chúng ta lên là số một hết. And many children or grandchildren always like lift us up to our number one position. Những lời nói của chúng ta rất quan trọng đối với nó. And all of our words are very important to them. Có lẽ chúng tôi là những người ngoài đến nói nó không nghe đâu. Maybe we are from the outsider coming in to talk to them, they would not listen. Nhưng nếu bởi sự chân thành và bởi đức tin của quý vị nói thì chắc chắn con cháu mình sẽ nghe. But maybe with your sincerity and talk and you share with them and they will listen to you. Vì vậy hãy bày tỏ ơn phước của Chúa mà đã làm cho quý vị. Therefore, share what the Lord has done, good things for your life. Một ngày nào đó thì con cháu quý vị sẽ có đức tin. One day or someday your children or your grandchildren will have the faith. Và đó là điều chúng ta nên làm. And that is something that you need to do. Trước khi quý vị làm điều đó, quý vị hãy cầu nguyện. Before you do that, pray. Hãy dành thời giờ và cầu nguyện nhiều cho những người thính giả của chúng ta.
Spend time in prayer and pray for your audience. Và khi quý vị nói đó không phải chính quý vị nói nhưng mà Chúa Thánh Linh sẽ nói qua quý vị. And when you speak, it's not you who speak, but the Holy Spirit will speak through you. Và lúc bây giờ thì những người đó sẽ đến với Chúa. Then people will be drawn to God. Tôi có một số đứa cháu và nó không có tin Chúa. I have a few nephews and nieces who did not believe in God. Nó lập gia đình với những đứa cháu của tôi và nó là người ngoại đạo, nó đến trong gia đình của chúng tôi. And there are those who from the outsiders who are married to our family. Và những cái đứa con trai đó là nó lại là con thứ năm ở trong một gia đình người Việt Nam, nó rất là khó. And though they are firstborns in the Vietnamese families, then it become much harder. Nhưng mà cuối cùng tôi cảm ơn Chúa là đứa nào cũng theo Chúa hết. But in the end, all of them have believed in God. À, những cái đứa mà trong gia đình là thờ cúng ông bà đó, nhưng mà khi nó đến với gia đình chúng tôi thì nó đều theo Chúa. And all those who are ancestor worships, when they came into our family, they became believers. Không phải bằng cái lời nói tôi thuyết phục nó. Not because of my own words trying to convince them. Nhưng mà tất cả mọi điều chúng tôi làm từ cái tình yêu thương, từ công việc và từ lời nói chúng tôi đã thuyết phục được. But many things that we have done from our love, the works that we do and our ministry, we have earned their trust. Khi tôi về quê và thăm mấy đứa cháu đó, when I returned to our hometown and visited them. Dĩ nhiên là nó rất sợ vì tôi là mục sư cho nên nó nghĩ là tôi sẽ bắt nó đi nhà thờ. Oh, of course they would be afraid that because I'm a pastor, I would invite them to church. Nhưng mà nó ngạc nhiên, nó thấy tôi không nói gì cả. But they were very surprised that I did not say much. Thế là nó dễ chịu rồi đây. So they feel more at ease. Tôi chỉ hỏi thăm và giúp đỡ cho nó. I only ask them how they're doing and help them. Những gì tôi có thể làm được chia sẻ về mọi mặt, cả về vật chất nữa để giúp đỡ cho nó. Whatever I can do to help them, even their physical aspects, I help them. Và một ngày kia thì cuối cùng nó cho cháu đi nhờ thờ. And in the end, they would say, "Oh, let me go to church with you." Và xin Chúa cho tôi và quý vị để mỗi người chúng ta hãy nói về Chúa. May God help us so that we will talk or tell people about God. Như Noe đã làm việc này một cách trung tín trong 120 năm. Just like what Noah has done faithfully in the 120 years. Và hãy cầu nguyện trước khi quý vị làm. And pray before we do this. Và quý vị sẽ thấy rằng nhiều người, trước nhất là những người thân yêu sẽ nghe chúng ta. And you will see that many people, especially our loved ones, will listen to us. Đừng có rầy, đừng có la, đừng có bắt ép những người đó đến nhà thờ. Don't reprimand or chastise or complain to them and make or force them. Nhưng hãy nói trong tình yêu thương. But speak in love. Và tôi tin chắc rằng điều đó sẽ chạm đến trái tim của những người nghe. And I believe that all those things will touch their heart. Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta sẽ giống như Noe. May God help us so that we'll be like Noah. Chúng ta sẽ thật sự được cứu rỗi. We shall be truly saved. Và hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã không tiếc những người trong thời của Noe. And remember, God has not missed those in Noah's time. Thì Ngài cũng không tiếc những con người không tin Chúa thật. Then he shall not spare those who were not true believers. Hãy tỉnh thức. Be awakened. Vì chúng ta không biết ngày nào cuộc đời chúng ta sẽ chấm dứt. Because we don't know when our life on earth will end. Hoặc là ngày nào mà Chúa Jesus Christ sẽ tái lâm. Or the time or the day hours that Jesus shall return. Hãy sửa soạn chính mình. Be prepare yourself. Chúng ta cùng hiệp chung để cầu nguyện quý vị. Let us stand and pray in prayer. Tôi kính mời quý vị chúng ta bước đến để chúng ta giờ này hiện diện đối diện trước mặt Chúa. I invite you to come forward. We all stand in God's presence. Hãy đến với tất cả tâm lòng chân thành của mình. Come with all your heart, full desire and sincerity. Hãy xin Chúa tha hết tất cả những lỗi phạm của chúng ta. Ask God to forgive you of all your sins. Xin Chúa ban cho chúng ta có một đức tin thật sự. Ask God to give you a true faith. Xin Chúa cứu rỗi chúng ta. And ask God to save and deliver us. Hôm nay chúng ta có chị và chị Phượng Đỗ đến với chúng ta. We have Mrs. Phượng Đỗ who came to us today. Có anh Hằng. Chị Phượng Đỗ có muốn chúng tôi cầu nguyện để Chúa ban phước và Chúa cứu rỗi đời sống của chị không? Dạ. Dạ, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho chị nghe. Chúng ta cùng hiệp chung để cầu nguyện cho chị Phượng. Tin Chúa
xin Chúa nhận mình làm con của Ngài và xin Chúa cứu rỗi mình. Xin Chúa ban cho mình một đời sống bình an và phước hạnh, cũng như cứu linh hồn của mình. Dạ. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chị cầu nguyện nhé. Dạ, chị nói theo tôi: kính lạy Chúa. Kính lạy Chúa. Là Đức Chúa Trời. Là Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Vì Ngài đưa con đến đây. Vì Ngài đưa con đến đây. Để được nghe lời của Ngài. Để được nghe lời của Ngài. Hôm nay con quyết định tin nhận Ngài. Hôm nay con quyết định nhận tin Ngài. Làm cứu Chúa của con. Làm cứu Chúa của con. Xin tha tội cho con. Xin tha tội cho con. Xin nhận con làm con của Ngài. Xin nhận con làm con của Ngài. Ban phước trên đời sống của con. Ban phước cho đời sống của con. Cứu rỗi con. Cứu rỗi con. Con dâng đời sống của con trong tay Ngài. Con dâng đời sống của con trong tay Ngài. Linh hồn con trong tay của Ngài. Linh hồn con trong tay của Ngài. Xin Chúa cứu rỗi con. Xin Chúa cứu rỗi con. Con cầu nguyện. Con cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Chị là họ tên gì? Dạ, Phượng Đỗ. Phượng Đỗ. Chúng ta hiệp chung để cầu nguyện cho chị Phượng Đỗ. Lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái chúng con, giờ này chúng con hiệp chung tại đây để dâng chị Phượng Đỗ lên trước mặt Ngài. Cảm ơn Chúa và nhân vì đức tin của chị đến đây với tất cả tâm lòng tìm kiếm Chúa và chân thành hạ mình trước mặt Ngài để tin nhận Ngài. Xin Chúa cứu rỗi chị. Như lời của Chúa phán rằng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con xin dâng chị trong tay của Ngài. Tất cả mọi nỗi niềm, mọi buồn vui trong cuộc đời của chị, mọi khao khát, mọi ước ao trong cuộc đời của chị, con xin trình dâng lên trước mặt Ngài. Lạy Cha là đấng yêu thương chị, xin cứu rỗi chị, xin tha thứ mọi lỗi lầm và xin ban cho chị được trở nên con cái của Ngài và được ở trong nước của Ngài đời đời. Con cảm ơn Cha. Nguyện Chúa làm những điều tốt lành nhất trên đời sống của chị Phượng Đỗ. Con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi xin tiếp tục cầu nguyện ít lời. Chúng ta hiệp chung để dâng lời Chúa lời cầu nguyện ít lời quý vị. Let us pray. Lạy Chúa, chúng con xin Ngài ban phước trên mỗi chúng con. Lord God, bless each and every one of us. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con có một đời sống tin kính Ngài. Bless us, Lord, that we will have a life that will revere you. Vâng phục Ngài. Obey you, Lord. Như chính Noe. Just like Noah did. Xin giúp cho chúng con để chúng con trung tín trong công việc đóng tàu. Help us so that we be faithful in the building of the ark. Những gì chúng con làm để mà có thể đem sự cứu rỗi cho gia đình mình. And everything that we will do that brings salvation to our family. Sự vâng lời Chúa đó là những công việc của đức tin chúng con. The obedience to your word is the work of faith. Xin giúp cho chúng con để tất cả chúng con bền lòng trong con đường theo Chúa. Help us be faithful and persevere and xin cho chúng con được ở mãi trong Ngài. Help us to be with you always, Lord. Và cứu rỗi chúng con như Ngài đã cứu rỗi gia đình của Noah. Save us and deliver us just like you did for Noah. Chúng con hiệp chung cầu nguyện. And we join together in prayer. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Cảm ơn các bạn. Amen. Kính thưa quý vị, giờ này thì chúng ta có một tín hữu mới vào nhà thờ để có thể tin nhận Chúa, nhưng hôm nay anh có những cái lời làm chứng, những cái điều kỳ diệu mà Chúa làm cho anh. Xin mời anh Hưng. Trong cái tình cờ ngày hôm nay tôi tới hội thánh để mà gặp các bạn mới trong Chúa. Tôi xin làm chứng trong cái cuộc đời tôi tin Chúa từ hồi lâu lắm rồi, từ hồi tôi ở Việt Nam cách đây mấy mươi năm về trước tôi đã tin Chúa một lần. Như đức tin đến bữa nay tôi gặp mục sư ở đây giảng thì thích về đức tin, có nhiều đức tin lắm. Nên tôi mới hiểu được rõ hơn là cái con người của mình là trong cái quá trình mà trải rất là dài. Tôi tin Chúa hồi chưa qua Mỹ. Lúc đó tôi cũng làm baptizer rồi. Về với nhau mà tôi tin Chúa với tư cách là đức tin thì như mục sư vừa rồi giảng cái bài gì đó mà tin thì tin thôi, chắc chắn là có Chúa trên trời. Nhưng khi qua bên Mỹ này thì cuộc sống đã thay đổi. Tôi đã đi chùa thường xuyên với là một người bạn trong làm chung một hãng đi chùa và lạy Phật. Sau đó tôi bỏ đạo luôn, kéo dài cho đến khi mà một ngày tôi bị bệnh. Cách đây khoảng 10 năm về trước tôi bị bệnh một lần. Thì bệnh tôi nó nặng lắm, không có còn mà các bác sĩ thì chuẩn bị, hội đồng y khoa chuẩn bị là đưa vô hospice rồi.
Nhưng mà có một người ông anh tôi là ông nói câu này là người Việt Nam Cộng Hòa. Giọt máu cuối cùng cứu mà mới cứu. Đó là lính Việt Nam Cộng Hòa chứ phải như bên Cộng sản mà sắp chết cho chết luôn. Ông nói vậy và đưa tôi đi tùm lum hết đi tất cả các bệnh viện Methodist Memorial rồi cho đến khi tôi tỉnh dậy. Trong 40 ngày mê man, tôi tỉnh dậy thì tôi gặp một cô y tá, cô ấy nói chuyện với tôi là tôi nghĩ cô này, này là người tin lành. Tôi mới làm quen, tôi nói cô là người tin lành phải không? Cái thầy vì tin lành có cái khách nói chuyện khác, còn cái Chúa rồi cái này kia và nghe quen thuộc lắm mà tôi khi bỏ đạo lâu lắm rồi. Thì tôi mới chuyển trại đi qua nursing home thì cô ấy mới đi tìm tôi và về bàn với mục sư Tấn Mai rồi mục sư Bộ Bách Thanh rồi nguyên cả một cái nhóm dân sự con cái Chúa ở Hội Thánh Goodwood đi tới đó cầu nguyện cho tôi để tôi được cứu. Thì khi mà tôi khỏe khỏe rồi tôi bỏ cái nursing home ra ngoài thì tôi làm bắp tay lại, tức là tôi làm bắp tay hai lần. Vì đó mà tôi biết kinh nghiệm được bắp tem lần đầu khác, bắp tem là tiếng gì khác, đức tin lần đầu khác, đức tin lần thứ gì khác. Và sau này tôi sẽ có một đức tin khác do cái sự mà Chúa dẫn dắt và phải đi lễ thường xuyên. Chứ không có mà đi chùa nữa, giờ sợ lắm, đi chùa thì đứng ngoài thôi, không có mà mấy cô bạn cứ gà gà tôi đi chùa, tôi đứng ngoài, không dám bước vô trong nữa. Đó là cái mà kinh nghiệm tôi, cho tôi thấy là cái để tôi phải chia sẻ với các bạn con gái Chúa. Và đó tôi có bao nhiêu là trong cái đức tin đó để mà tôi cảm thấy là từ giờ đi thôi trong cái đường trong bước đường mà tin con cái tin Chúa đó tôi gặp những trở ngại như vậy. Vì tôi xưa gốc của tôi đó bố từng người nhận, không có đạo. Má tôi đọc Phật. Rồi trong cái tình cờ lạ lùng lắm. Tôi tin Chúa ở Việt Nam. Nhưng mà tôi đã bỏ và bây giờ tôi mới làm bắp tem lại cách đây khoảng 2 năm thì tôi bây giờ trước mắt là tôi mà đi không có dám bỏ đi lễ nữa. Bây giờ rồi bị cái trời nắng nóng rồi nói tôi thấy nắng huyết áp tăng giọt lên. Hơi ớn mà tôi lại không có xe tôi đi bộ. Nhưng mà về cái này là tôi nói dù có nắng nóng trời nóng thế nào cũng ráng tìm cách mình đi lễ thường xuyên, không có bỏ lễ. Đó là cái mà mình phải giữ sự trung tín với Chúa. Thì còn là trong từng bước đường theo Chúa mình được ơn của Chúa bày tỏ trên đời sống của mình, kinh nghiệm tôi trên Chúa của chuyện bao nhiêu lời nữa. Và mình nghĩ là truyền mặt chia sẻ lại anh em đó. Dòng đời xuôi ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu, nhưng trong tay Chúa con vững tin. Xin Chúa nắm tay con, dắt dìu con, yêu thương con, chăm sóc con mỗi ngày. Đó là một phần nội dung của bài Dòng đời ngược xuôi sẽ do cô Linh Đỗ, một tín hữu của nhà thờ Tình Thương tôn vinh Chúa. Xin mời cô Linh Đỗ. Thank you.
Con xin dâng lên tấm lòng của con, xin Chúa tẩy thanh mọi ô nhơ trong quá khứ của con, xin Thánh Linh Chúa đồng hành và luôn ban ân điển cho con, xin Chúa luôn ngự trị tâm con. Đó là một phần nội dung của bài hát Dâng Chúa Lòng Con của tác giả Ngọc Linh và do chính mục sư trình bày tôn vinh Chúa sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lạy cứu Chúa Giêsu Christ, lòng con kính dâng lên Ngài. Lạy Đức Chúa Thánh Linh, con thành tâm mang năng tội lỗi. Mời Chúa đến ngự trên Ngài, lòng con xin Ngài thánh tẩy biến đổi đời sống của con khi con nên giống như Ngài. Dù có mắc bơ đau thương, linh hồn con quyết nương nơi Ngài. Đời sống con lầm đổi thay, cho lòng con yêu Ngài tin Chúa. Nhiều lúc bao tô giang trần, khó khăn đau buồn ập đến, mời Chúa dâng ra con luôn bước đi theo Chúa trung thành. Xin Thánh Linh luôn đồng hành, cầm tay ban nhiều ân điển. Xin lửa linh năng quyền Ngài đầy dẫy sáng soi đời con. Nguyện xin Cha được sáng danh, miệng môi tâm lòng tẩy thanh, truyền rao danh Ngài khắp nơi, lời Chúa y nguyên đời đời. Lạy Đức Chúa Cha yêu thương, lòng con kính yêu tôn thờ. Lạy cứu Chúa Giêsu, ban niềm vui tuôn tràn sự sống. Dù có khó nhọc trong gai, lòng con yêu Ngài trung tín. Sức sống linh năng tràn tuôn, dùng con làm sáng danh Giêsu. Lạy cứu Chúa Giêsu Christ, lòng con kính dâng lên Ngài. Lạy Đức Chúa Thánh Linh, con thành tâm mang năng tội lỗi. Mời Chúa đến ngự trên Ngài, lòng con xin Ngài thánh tẩy biến đổi đời sống của con, khiến con nên giống như Ngài. Dù có vắng bơ đau thương, linh hồn con quyết nương nơi Ngài. Đời sống con làm đổi thay, cho lòng con yêu Ngài tin Chúa. Nhiều lô bao tô giang trừng, khó khăn đau buồn ấm đến, mời Chúa dâng ra con luôn bước đi theo Chúa trung thành. Xin Thánh Linh luôn đồng hành, cầm tay ban nhiều ân điển. Xin lửa linh năng quyền Ngài đầy dẫy sáng soi đời con. Nguyện xin Cha được sáng danh, miệng môi tâm lòng tẩy thanh, truyền rao danh Ngài khắp nơi,
lời Chúa y nguyên đời đời. Lạy Đức Chúa Cha yêu thương, lòng con kính yêu tôn thờ. Lạy cứu Chúa Giêsu, bằng niềm vui tuôn tràn sự sống. Dù có khó nhọc chông gai, lòng con yêu Ngài trung tín. Sức sống linh năng tràn tuôn, dù con sáng danh Giêsu. Dù có khó nhọc chông gai, lòng con yêu Ngài trung tín. Sức sống linh năng tràn tuôn, dùng con sáng danh Giêsu. Kính thưa quý vị, không ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra điều gì, nhưng với những người theo Chúa thì ngày mai ở trong tay Chúa. Vì Chúa là đấng giữ tương lai của chúng ta, một tương lai tươi sáng và phước hạnh đang chờ đón mỗi chúng ta. Hãy vững tin và hăng hái trên hành trình theo Chúa. Đó là nội dung của bài thánh ca Đấng Nắm Giữ Tương Lai do cô Thanh Hà, tín hữu của nhà thờ Tình Thương tôn vinh Chúa. Xin mời cô. Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng vì tội con chết trên thập hình. Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Chúa nhân lành ban mọi phước. Chúng con đến với Chúa trong thời giờ này và thử Chúa làm theo lời của Ngài đã phán dặn chúng con, rằng hãy đem tất cả phần 10 vào kho của nhà Ngài và hãy lấy điều này để thử Chúa. Hầu cho Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời mà ban phước xuống cho chúng con. Thật vậy Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con vâng lời Ngài và trung tín với Ngài và sống vâng lời Chúa dạy, không những trong lĩnh vực tài chánh, không những trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống, nhưng trong lĩnh vực tâm linh, cho chúng con vâng lời Chúa và quyết tâm bước đi theo lời của Ngài, quyết tâm đặt mình ở dưới sự hướng dẫn, dạy dỗ và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, để rồi chúng con sẽ thấy cuộc đời mình được Chúa ban phước một cách phong phú trong tất cả mọi lĩnh vực, ngay cả tài chánh của chúng con cũng dư dật và kho lẫm của chúng con cũng sẽ được tràn đầy, và chúng con sẽ dùng những điều mà Chúa ban cho chúng con để phục vụ Ngài, để dâng vào trong kho của Ngài và thấy Chúa lại ban phước cho chúng con dư dật hơn và mở mang nước Chúa một cách mạnh mẽ, rơi rộng hơn trong những ngày sắp tới nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước lại trên tất cả những tấm lòng trung tín dâng hiến cho Chúa ở trong thời giờ này và trong những ngày sắp tới, cho chúng con bước đi ở trong đức tin. Và xin Chúa cũng cất đi tất cả những bệnh tật ở trong đời sống của chúng con, có những sự yếu mọn nào, có những sự buồn rầu nào, có những sự đau đớn nào ở trong thân thể của chúng con, và bệnh tật đang len vào trong cuộc đời của chúng con. Giờ này nhân danh Chúa Jesus Christ và bởi lằn roi Chúa chịu ở trên lưng của Ngài, trên thân thể của Ngài mà chúng con được lành bệnh, và chúng con công bố rằng bởi lằn roi Chúa chịu mà thân thể của chúng con được chữa lành ngay trong thời giờ này. Và xin Chúa phục hồi, xin Chúa ban phước cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
hôm nay xin cho chúng con lương thực đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Amen. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ và sự cảm thông của Chúa Thánh Linh, xin Chúa ở cùng tất cả chúng con và ban phước trên mỗi chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen. Amen. Chúa.